Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà nha. Đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục rong ruổi đến các cái cánh rừng để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để chia sẻ lên cho cả nhà mình xem cả nhà. Thì ở cái khu vực này đó thì nó có cách đây cũng khá là lâu rồi, Lê Trung mới quay trở lại đây. Thì cái khu vực này thì ở một huyện của tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Thì cái khu vực này Lê Trung cũng đến đây rất là mấy lần rồi, và cái khu vực này phải nói là rắn rất là nhiều đó, rắn lục xanh mà đầu dồ đuôi đỏ cả nhà. Thì mới lúc nãy Lê Trung đậu xe ở ngoài kia thì Lê Trung đã thấy 2-3 con ở ngoài kia rồi. Nãy thì Lê Trung cũng tính quay cho cả nhà mình xem mà thấy quay thì mất công, sợ cả nhà mình lo lắng cho Lê Trung, cho nên là Lê Trung không có quay. Bây giờ cái hướng trong đây nè cả nhà, thì bây giờ Lê Trung sẽ đi thẳng vô trong đây, tại vì trong đây là có nguyên một cánh rừng rất là rộng và nó có một cái đường đi thẳng vô đó. Thì trước mắt là Lê Trung nhìn thấy trong đây nó có một cái luồng âm khí nè đang phớt lên đó. Bây giờ Lê Trung có tiếng rắn mới kêu nữa cả nhà, thì bây giờ Lê Trung sẽ đi vô trong đó để xem là ngày hôm nay đó cả nhà mình có duyên được với cái vị vong linh nào hay không. Ở đây rắn dữ lắm. Trong cái khu này là chắc là Lê Trung phải đi chậm chậm từ để quan sát kỹ cả nhà, tại vì con rắn lục đuôi đỏ đó nó có thể là nó nằm ở bất cứ vị trí nào chứ không nhất thiết là nó sẽ nằm trên cây. Nó nằm ở dưới đất cũng có, tại vì hiện tại bây giờ là khoảng Lê Trung đến đây chỉ mới khoảng 9 giờ mấy thôi, thì con rắn nó vẫn còn đi ăn, nó vẫn còn đi tìm thức ăn, cho nên là nó sẽ bò ở dưới đất rồi nó bò trên cây rồi này kia các kiểu hết. Nó mới hút gió nữa đó cả nhà đó, cho nên là Lê Trung sẽ đi từ từ. Rồi thì bây giờ để tiếp sức cho Lê Trung có thật nhiều cái động lực để xông vào trong cái nơi nguy hiểm này để tìm kiếm các cái câu chuyện tâm linh, cũng như là tìm kiếm các cái vong linh để giúp đỡ cho họ, để giúp cho họ được một bữa ăn, cũng như giúp cho họ được đi về chùa để tu hành. Thì Lê Trung mong rằng cả nhà mình hoan hỷ, cho Lê Trung xin một like cả nhà. Nói chung cái một cái like của quý ông bà cô chú anh chị mình thì sẽ không làm cho quý ông bà cô chú anh chị của mình tốn tiền, cũng như là không có làm mất đi bất cứ cái lợi nhuận nào của cả nhà hết. Nhưng mà một cái like của quý ông bà cô chú anh chị có thể là thể hiện là cả nhà mình đang rất là yêu thương Lê Trung, cũng như là đang chăm chú theo từng cái bước chân của Lê Trung, cũng như là chăm chú theo từng cái ngày, cái buổi mà Lê Trung đi đến những cái nơi như thế này để mà tìm kiếm các cái vong linh để giúp cho họ. Và một cái like của cả nhà thì nói thật ra thì một cái like của nhà không cho Lê Trung thêm tiền, nhưng mà một cái like của cả nhà mình có thể cho Lê Trung thật nhiều cái động lực, tại vì Lê Trung biết là cả nhà mình còn đang rất là nhiều người đang yêu thương Lê Trung, cũng muốn Lê Trung tiếp tục trải bước trên cái con đường mà cứu độ cho các vong linh đó. Thì cả nhà mình hãy để lại cho Lê Trung xin một like nha cả nhà. Rồi bây giờ thì không liên thuyên để mất nhiều thời gian của cả nhà nữa, thì ngay bây giờ Lê Trung sẽ tiến vào bên trong đây. Trước tiên là Lê Trung sẽ tiến vào bên trong đây trước, tại vì Lê Trung nhìn thấy trong đây nó có cái luồng âm khí nó phớt kìa. Nếu không có nữa thì Lê Trung sẽ băng xuống dưới này. Đó, băng xuống dưới này thì khúc dưới này thì rừng nó càng ngày nó càng rậm hơn, nhưng mà ở dưới đây thì Lê Trung thấy nó trống nè, nó không có âm khí. Còn nó đang phớt âm khí, cái luồng âm khí nó đang phớt ngay đây. Thì Lê Trung nghĩ là ở hướng này nó sẽ có vong linh. Rồi, bây giờ thì Lê Trung xin phép kính mời cả nhà nha. Dạ rồi, thì trước màn ảnh của quý ông bà cô chú anh chị đang thấy đó, thì đây là một cái con đường mòn. Cái con đường này thì nó dẫn vào sâu trong đây nè cả nhà. Trong đây thì có nguyên cánh rừng nó dòng xuống đây. Đó. Như cả nhà mình thấy bên đây nè. Trong đây thì rắn nó hút gió liên tục luôn cả nhà. Nghe mà rỡn da gà luôn. Để mình đi mình quan sát từ từ, để nhiều khi là dẫm phải nó thì nó hơi mệt. Tại vì ở đây là rừng, mà nếu mà bây giờ mà Lê Trung chạy ra tới bệnh viện thì nó cũng khá là xa. Nó hay tịp tịp với ba cái màu lá cây nè. Cả nhà. Đó, bây giờ mình đi gần tới thì mình thấy cái luồng âm khí nó càng ngày nó càng đậm hơn rồi đó cả nhà.
À, thì rắn hút gió nghe, đánh sự sống. Hút queo, ghê quá. Thấy không? Ở mấy vết như này là nó rất là rậm. Và hướng dưới đó thì nói chung không thấy có âm khí. Thấy nó tích tụ về trên cái hướng này. Cái chỗ này thì Lê Trung đến cách đây cũng rất là lâu rồi cả nhà. Lúc trước Lê Trung đến hình như cách lần này là hình như là đâu gần cách năm gì đó, cũng lâu lắm rồi. Càng ngày cả nhà mình thấy rừng nó càng ngày càng rậm. Như Lê Trung thấy thế là có cái dòng này cả nhà. Đây là chúng đặt cái máy cả nhà. Chúng đặt cái dạ xin chào ạ. Tôi chân ông đừng có bắt tôi, đừng có quánh, đừng có giết tôi nữa. Tôi hứa là tôi không có tiết lộ bí mật của ông cho ai biết đâu. Ông tha cho tôi đi. Ủa gì ạ? Tôi đâu có bí mật gì đâu. Ông giết tôi rồi, bây giờ ông còn tìm đến đây nữa. Ủa tôi giết cô nào? Ông giết tôi mới chết chứ. Tôi mới thành vong linh nhất dưỡng vậy nè. Bậy ơi. Mà ông không giết tôi làm sao mà tôi thành vong linh như vậy được. Bậy ơi. Tôi là người trần mắt thịt. Tôi chỉ mới gặp cô lần đầu tiên thôi. Tôi giết cô cái gì đâu. Tôi đâu biết cô là ai đâu mà giết. Ui, nhìn tôi nè. Nhìn kỹ ơi. Thì đúng rồi. Chính người trần mắt thịt mới giết tôi chứ. Nhưng mà tôi không có giết người. Tôi giết người là giờ tôi ở ủ tờ rồi, tôi đâu có ở ngoài này đâu. Gì chứ, ông không phải là người giết tôi vậy, ông đi vô đây chi hả? Thì tôi đi kiếm vong đừng mà tôi cúng kiến cho vong dùng thôi chứ tôi. Ủa cúng kiến là sao? Là bắt tôi đem về đó hả? Ý là cúng kiến là vong tôi cúng bánh trái cơm nước cho vong ăn á. Thấy không? Có thiệt không? Thật chứ, tôi tự nhiên tôi đi vô đây rồi tôi làm gì đâu, không thiệt. Nào giờ tôi có thấy ai mà đem cúng cho những vong linh nhất dưỡng như tôi đâu. Chỉ có một mình ông á. Cái đó là ngày xưa thôi. Ngày xưa thôi chứ còn bây giờ là nhiều người ta biết tới vong linh đang hiện hữu dữ lắm. Người ta cúng nhiều lắm. Chứ không riêng gì là mình tôi đâu. Nói nhiều người, hiện tại nhiều người ở trên cái cõi ta bà này giờ là người ta cũng có cái tâm từ bi rất là lớn. Người ta cũng cúng cho vong rất là nhiều chứ không phải là mình tôi.
và cũng có rất là nhiều cũng đang là trong cái quá trình là trong cái giai đoạn là đi giúp vong rồi đi cúng kiến cho vong rồi đưa vong về chùa tu hành đồ này kia cũng nhiều lắm chứ không phải mình tôi đâu. Ủa thiệt hả? Ừ. Vậy ông không phải là người đã trực tiếp giết tôi. Trời ơi tôi khác rồi. Tự nhiên người tôi với tôi linh ninh lạ, tôi tưởng đâu là ông là người giết tôi rồi ông tìm tới đây để bắt tôi nữa chứ. Trời ơi đâu có đâu, tôi mà giết cô làm sao tôi còn ở đây. Đúng không? Tôi hiểu rồi. Rồi rồi cô tới đây lâu chưa? Tôi ở đây 20 ngày rồi. 20 ngày rồi hả? Rồi 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 bây giờ vậy hen, bây giờ có đói không? Đói chứ. Ở trong đây chắc không có tìm được cái gì ăn đâu hả? Trong đây khô cằn vậy đâu có cái gì đâu mà ăn. Mỗi lần tôi đi kiếm đồ ăn á đi xa lắm nhưng mà không có, tháng này không ai cúng hết á. Thôi bây giờ như vậy đi hay bây giờ là dông ẩn đi để tôi tìm cái chỗ nào cho nó trống trải xíu, chỗ này nó bịch hù vậy tôi sợ ấy quá à. Tôi sợ mấy con xanh xanh quá à. Thôi bây giờ cô ẩn đi rồi để tôi đi dài ra ngoài này tôi kiếm cái chỗ nào mà nó trống trải xíu đó rồi tôi cúng cho cô dùng được không? Được chứ. Rồi rồi vậy thì cô ẩn đi. Trời trời cái dông linh này hình như là bị chích quang nữa nè cả nhà. Thôi bây giờ để đi chung xịt xịt ra này, nãy đi chung thấy ngoài này có cái chỗ trống nè. Chứ ở đây mà ngồi mấy chỗ bịch bịch gì ngán quá cái này. Bịch bịch giờ nó mò ra nào mình không hay đâu, phải đóng trống xíu mới được. Đó, cả nhà nghe không? Nó hút gió kiểu đó đó mà sao mà ngồi ấy được. Đây đây đây, chỗ này có chỗ trống nè. Rồi bây giờ để chung đặt cái máy đây cây. Chúng đặt cái máy này, cái này chung lại cái chỗ trống này đó. Ngồi nữa cho nó an toàn. Có ở đây đi chỗ khác đi. Ghê quá. Hút gió cái nhà mình nghe. Đây, bây giờ để chúng sẽ đặt cái này. Thôi mà mấy đứa đi chỗ khác chơi đi để cho tôi làm chuyện cúng gió hoài sao làm. Quá trời vậy nó hình như là nhiều lắm cả nhà ơi. Thôi tranh thủ đi. Để cái chung tranh thủ cái chung cúng đi. Đi ra cái nhà. Khu này ghê quá. Cái vạc bên Đồng Tháp bên đây cả nhà thì kiểu như là rừng rú còn nhiều quá. Làm như là rắn nó còn tập trung nhiều. Ở đây là rừng nó kiểu rừng thấp đó cả nhà. Thì mấy ngày hôm nay thì cũng có vài cái bình luận của một số cô chú bảo Lê Trung sao mà lúc này quay sao mà thấy dông nó mà câm mà không thấy gì hết đó. Thì cũng nói thiệt với cả nhà là lúc trước Lê Trung có sử dụng Photoshop để mà Lê Trung làm cho thiệt rõ để cho cả nhà mình xem cho nó tiện, thì cả nhà mình lại bảo là Lê Trung là lừa đảo, là làm không có thật đó. Thì bữa nay Lê Trung chỉ Photoshop lại nhưng mà Lê Trung làm với cái dạng cho nó gần giống nhất với cái những cái hiện trạng mà Lê Trung quay được đó, chỉ để cái hình dạng cho nó mờ xương ảo thôi đó, để cho cả nhà mình xem. Chứ bây giờ Lê Trung làm rõ cho Lê Trung cũng muốn làm rõ để cho cô chú lớn tuổi xem, nhưng mà khi mà làm rõ lên quá thì là bị chửi là gì lừa đảo rồi này kia các kiểu hết, mà làm mờ á, mà để quay đường sau á thì chỉ thêm vô chút đỉnh để cho nó nhìn thấy nhân vật thôi đó, thì lại là bảo là làm mờ quá không thấy gì trơn. Riết rồi cũng không biết sao luôn, không biết sao làm luôn, bó tay thì chứ mình muốn làm cho nó rõ lên, đừng cho xem cái nhân vật cho nó rõ ràng á thì lại bị chửi là lừa đảo
Còn mà làm mờ thì cô chú lớn tuổi xem không thấy. Để nguyên mờ vậy. Cái đó là Lê Trung đã xử lý lại một phần nhẹ rồi đó. Còn nếu mà thật sự ra, nếu mà Lê Trung để nguyên bản luôn á là nó còn mờ hơn nữa, thậm chí là mình nhìn nó thì chỉ thấy dạng dạng hơi hơi thôi đó. Chứ còn mà nếu mà nếu mà không xử lý lại thì chắc là có lẽ là cũng những cô chú nào đủ duyên, có duyên với lắm là mới nhìn thấy được đó. Nói chung về làm cũng không biết sao làm cho vừa lòng hết. Thôi kệ đi, thì giờ làm theo cái kiểu của mình đi chứ giờ biết sao. Giờ bữa nào khỏe thì Lê Trung Photoshop lại cho nó đậm luôn cho xem. Còn bữa nào mà mệt thì thôi, chỉ đưa lên lập trình cho nó tự làm. Vậy đi, còn cái giọng nói thì bắt buộc là phải lồng tiếng lại rồi cả nhà. Chứ nếu mà cái giọng nói mà không lồng tiếng lại thì cả nhà mình nghe không hiểu gì đâu. Tại vì cả nhà mình cũng biết rồi. Nếu cô chú nào đã từng tiếp xúc được với các cái câu chuyện tâm linh đó, thì cả nhà mình biết cái tiếng vong đó, nó không có nghe được, nó y như tiếng miên vậy đó. Tại vì vong là chỉ nói tiếng phạn thôi đó, cho nên là khi họ nói ra là mình không nghe được gì đâu. Và mình có nghe nó, nhiều khi là mình đủ duyên để nghe luôn đó, nhưng mà nghe không hiểu, nó y như tiếng miên, tiếng Thái vậy đó, làm sao mình hiểu được. Bắt buộc là cái giọng nói thì Lê Trung phải lồng tiếng lại cho cả nhà mình xem. Để Lê Trung khỏi phải nhắc đi nhắc lại thì nó mất nhiều thời gian của cả nhà. Nhiều khi Lê Trung phải ngồi kể lại cái câu chuyện nữa thì cả nhà mình xem nó sẽ rất là chán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn trợ duyên cho các cái vong linh đang đối khác lạnh lẽo bất vượng trên cái cõi Ta Bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho cái vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ này, để giúp cho cô ấy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đổ lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, có đồ ăn kìa. Ngon quá. Vậy là cái ông hồi nãy, ông nói đúng rồi. Ông đem đồ ăn tới đây, ông giúp đỡ cho mình ăn nè. Ôi ơi, đồ ăn nhiều, nhiều quá à. Nhìn ngon quá đi. Vậy thì á, mình ăn thôi. Công nhận cái mùi nhang này á, nó thơm quá à. Để mình ngửi á, cho đã luôn. Hôm ngày mình đói mà, mình cũng có đi kiếm đồ ăn mà không có. Tháng này sao mình thất thu à, không ai cúng đồ ăn hết trơn á. Nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Bữa nay có cái người kia kìa, lại đi cúng đồ ăn cho mình. Thì nhiêu đây á là quá nhiều luôn rồi.
vậy thì á, mình cố gắng mình ăn mới được. Thank you.
xin chào. Chào anh. Rồi sao rồi, ăn uống đồ no chưa? Ăn no lắm rồi. Rồi như lúc nãy Dông nói là Dông tới đây được 20 ngày rồi hả? Đúng rồi đó, tôi ở đây được 20 ngày rồi. Vậy thì trước đó thì Dông trú ngụ ở đâu? Tôi đi cũng nhiều chỗ lắm. Chỗ nào tôi thấy im thì tôi ở. Mà có chỗ thì tôi bị đuổi, rồi tôi ở không được cho nên là tôi phải đi. Bị đuổi là như thế nào? Là Dông bị người Dương đuổi hay là bị những cái con quỷ khác đuổi? Tôi bị mấy con quỷ dữ nó đuổi đi. Mà lúc trước thì tôi ở dưới cái khu gần kia kìa. Cũng tùm dữ lắm, cũng rộng lớn lắm. Tôi về đó tôi ở được có mấy bữa à. Rồi nó phát hiện ra tôi vô đó ở, rồi có nó đuổi đi, nó không cho. Cho nên tôi mới đi lang thang, sao tôi gặp được cái khu này vắng vẻ quá nè. Rồi tôi mới ở đây được 20 ngày rồi. Rồi hiện tại thì ở trong cái khu rừng này đó, thì theo như tôi thấy thì cũng có tích tụ gì nó khá nhiều cái lượng âm khí. Thì không biết là ở trong đây chỉ có mình cô hay là còn vong linh vong quỷ nào đang trú ngụ ở đây không? Ở trong đây nhiều lắm anh ơi. Nhưng nhiều mà họ tứ tán đi hết rồi. Rồi ở đây là cô về đây là cô có bị đánh đập đủ xua gì không? Không, tôi không có bị. Cái giờ đây là ở dông, những cái dông ở trong đây là họ cũng không có hung hăng đúng không? Đúng vậy. Rồi bây giờ cô cho tôi hỏi thêm vài việc nữa nha. Anh cứ hỏi đi. Tên của cô là gì? Tôi tên Kiều. Tên Kiều. Rồi cô mất cách đây lâu chưa cô Kiều? Mất cách đây 5 năm rồi. Rồi cô mất lúc đó là cô được bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó tôi 21 tuổi. Rồi quê của cô là lúc trước khi mất là cô mất ở Đồng Tháp này luôn hay là cô mất ở đâu? Quê của tôi ở Long An á. Quê Long An hả? Rồi lúc đó là gia đình của cô đã có chưa? Tôi chưa có gia đình. Là cô ở Long An là cô ở quê hay là cô ở chợ? Tôi ở trong quê, trong đồng á. Rồi cho cô cho tôi hỏi thêm cái này nữa nha. Cái này thì nó cũng khá là quan trọng, tại vì tôi hỏi để tôi biết được á là cô đang gặp cái vấn đề gì, cũng như là cô đang có cái sự oan ức, cái uất hận như thế nào, để tôi có thể là giải thích cho cô hiểu. Rồi tôi cũng muốn giúp thêm cho cô là đưa cho cô đi về chùa để cô tu á. Cho nên là cô có thể cho tôi hỏi thăm thêm á là cái nguyên nhân nào khiến cho cô mất, rồi khiến cho cô phải vất vưởng, rồi tích tụ âm khí, rồi quán khí về cơ thể mình nhiều như vậy. Cô có thể kể cho tôi nghe không? Nguyên nhân mà tôi mất là do tôi phát hiện cái bí mật của người ta, rồi người ta sợ tôi đi báo với công an, rồi người ta giết tôi luôn. Lúc nãy tôi gặp cô là cô hay nói cái câu gì đó mà tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi không có báo tôi không có nói cái bí mật của ông ra đâu là cái đó đó hả? Đúng rồi. Mà cái bí mật gì mà có thể là làm dẫn đến cái sự việc là giết người để mà bịt đầu mối như vậy? Tôi thấy cái ông đó đó, ông dở trò đòi bại với lại á cái bà bác hàng xóm của tôi á. Rồi bữa đó là tôi mới phát hiện ra, rồi tôi mới la lên. Tôi tới nói là bây giờ ông không có buông bà bác ra là tôi đi báo công an đó. Rồi ông mới buông ra. Là ông làm cái gì cái bà bác đó? Ông hãm hiếp bà bác đó đó. Bà trời. Bác á, thì bà bị á, giống như là mất trí nhớ vậy đó. Lúc tỉnh, lúc mê, lúc tỉnh, lúc mê vậy đó. Tức là giống như là khờ khờ vậy đó. Tức là cái bà bác đó kiểu như thần trí không được ổn định. Đúng rồi. Mà cái anh trai đó lại là như cô nói là sao? Là hiếp dâm luôn hả?
Đúng rồi đó. Là cái bà bác đó là bao nhiêu tuổi rồi? Bà bác đó 60 tuổi rồi. Trời ơi. Rồi còn cái anh thanh niên đó? Cái người đó mới ba mấy tuổi hả? Mô Phật. Tới người mà không, thần trí không được ổn định mà lớn tuổi như vậy mà cái ông nội đó cũng rồi bây giờ là cái câu chuyện đó nó xảy ra như thế nào? Đó, tôi ở quê ở đồng mà ngay mùa nước nổi nữa đó. Ừ. Cái bà bác đó thì bà không có con cháu gì hết trơn á. Ừ. Bà sống một mình lủi thủi gì đó ở trong cái chòi á. Ừ. Rồi thấy cái chòi gách dưới á, rồi bà con cô bác vòng vòng gì nè. Ừ. Người ta đốn cây á, rồi người ta hùng vô người ít ít gì đó cất cho bà bác ba cái nhà mà cũng gọn gọn à. Ừ. Để đủ ở gì đó. Mà gặp mùa nước nữa, cái đường đi vô nhà thì ngập rồi, đi chủ yếu là đi xuồng bơi không à. Ừ. Cái bữa đó là tôi đi chợ. Ừ. Xong mà tôi thấy cái bà bác á, bà đi bà bơi cái xuồng, bà đi ra chợ để bà mua đồ ăn hay gì á. Ừ. Tôi thì tôi cũng mua đồ ăn. Rồi sau tôi thấy á, bà dừng ở ngay cái quán cà phê đó đó. Ừ. Rồi bà mới nhìn cái người thanh niên đó đó. Ừ. Rồi bà mới giơ cái tay ra như vậy nè. Sao? Bà giơ tay sao? Giơ tay ra vậy nè, bà giơ vậy đó. Vậy hả? Ừ, đúng rồi. Rồi sao nữa? Giơ tay chọt chọt vậy nè, chỉ về người hướng thanh niên đó đó. Ừ. Rồi cái người thanh niên đó mấy á, nói là tiền, cho tiền. Tức là cái bà bác nó nói với người thanh niên đó là kêu cái anh thanh niên nó cho tiền bà bác. Đúng rồi. Ừ. Là cái anh thanh niên đó mới nói là gật đầu lên nó ừ. Rồi á, anh thanh niên đó mới chỉ về hướng của nhà bà, rồi bà gật đầu. Mà cái người thanh niên đó là cũng ở gần nhà tôi. Ừ. Cũng ở gần nhà của bà bác nữa. Ừ. Mà cái anh này á, ảnh có vợ có con mà ảnh không có lo làm ăn, ảnh ăn chơi trác tán dữ lắm. Ừ. Chơi ghiếc rồi về á, trinh tiền ba mẹ, rồi ba mẹ không cho, rồi lấy tiền vợ á, tiền nhẫn vàng cưới gì đó của vợ đó. Ừ. Bán á, đá gà rồi quánh bài rồi cá độ đá banh rồi đủ thứ hết á. Thứ lũ tường luôn. Đúng vậy. Trời. Rồi hết tiền á. Ừ. Anh biết làm sao không? Sao? Rồi á, mới sanh ra trộm cắp. Coi nhà người nào có tiền á, rồi á, nửa đêm mò tới ăn cắp. Ừ. Biết rồi người ta bắt được á. Rồi á, anh ta gian sinh đồ này kia á, người ta thấy tội quá, người ta quánh tận rồi người ta thả ra. Ừ. Rồi biết rồi á, vòng vòng sớm nữa, người ta thấy anh ta là người ta sợ. Ừ. Không ai chơi với anh ta hết trơn á. Anh ta thấy vậy á, mà anh ta không có biết điểm dừng, mà càng ngày càng lún sâu vô á, cứ ăn chơi gì đó. Ừ. Tôi thấy như vậy rồi á, tôi cứ tưởng đâu là cái anh đó nó là ghẹo cái bà bác đó không hà. Ừ. Tôi cũng không để ý gì luôn nữa. Rồi cái tôi mới đi về. Tôi đi về nhà sau 2 ngày sau á, sau mà tôi thấy cái anh đó đó là bơi cái xuồng đi ra nhà bà bác đó đó. Ừ. Tôi cứ tưởng đâu là anh ta có đồ ăn hay gì á, có cá có mắm đồ này kia gì á, đem cho bà bác hay gì á. Rồi tôi về tôi mới nói với mẹ của tôi là mẹ ơi, con thấy cái anh đó đó đem đồ tới cho bác hay gì á, mình khỏi đem đồ đi ăn đi, tại á, bác già rồi đâu có làm cái gì ra cá mắm ăn đâu. Ừ. Tôi á, với lại hàng xóm đồ này kia nè, người có cá hay là người có thịt hay có rau củ gì đó đã cho bà bác có ăn vậy đó. Ừ.
tôi nói với mẹ tôi là thôi coi coi cõi đi, để bữa hai đi rồi á mình đem cá tới cho bác. Qua ngày sau tôi cũng thấy anh ta bơi cái xuồng ra ngoài nữa. Ừ. Mà bơi ra ngoài hả, cả tiếng đồng hồ á anh ta mới bơi vô về. Tôi mới nói là ủa sao cái anh này anh ăn chơi đồ này kia, cả xóm làng đồ kia ghét ảnh mà không biết đồ ăn ở đâu mà ảnh đem tới cho bác hoài với ta. Ừ. Rồi tôi mới nghi nghi ngờ ngờ sao á. Tôi nói ủa cái anh này không lẽ đi vào rồi đó là có cái gì ở ngoài đó. Nhà đâu có ai đâu, chỉ có bác thôi chứ đâu có với lợi ở nhà bả hả. Đâu có cái gì mà tài sản quý giá đâu. Mà có khi nào á anh đem đồ ăn thiệt hay không nữa. Tôi thì tôi nửa nghi. Nghi ngờ vậy đó. Ừ. Rồi cái qua ngày sau lần cái ngày thứ ba á. Ừ. Tôi mấy bơ. Ba tôi á mấy là đổ lợp á được mấy con cá lóc gì nữa. Ừ. Rồi tôi mới mần. Tôi kho. Rồi tôi mới vô cái cà mên, tôi mới bơi cái xuồng ra cho bác mà. Để mà cho bác ăn cơm, thấy bác cũng già cũng tội. Ở mình à. Tôi thì tôi bơi á gần tới nhà ngoài rồi á. Mà sao tôi nghe cái giường á là lọc cọc lét két, lọc cọc lét két gì á. Ừ. Tôi cứ tưởng đâu là mọt nó ăn mấy cây cột hay gì nó mới là cứ có cái tiếng phát ra kỳ vậy. Ủa, tôi mới la lên nó là bác ơi sao cái nhà của bác làm gì mà nó kêu cái tiếng gì kỳ vậy, có khi nào nó bị sập không. Ừ. Bác ra đâu rồi, chạy ra khỏi đi chứ để mà cái nhà nó sập là đè chết luôn đó. Tôi mới cột xuồng, tôi mới phóng, tôi đi lên, tôi đem cái cà mên đi vô á. Sao tôi thấy cái người thanh niên đó nó là chụp cái áo mặc vô. Tôi mới thấy là ngộ, tôi nói ủa sao cái anh này, tôi nghĩ trong bụng vậy đó. Ừ. Nói, ủa sao cái anh này ở đâu đây hoài vậy ta, không lẽ mà đem đồ ăn ra đây mà sao mà tự nhiên á thấy mình nó vội vội vàng vàng mà áo vô vậy. Rồi tôi mới nhìn quay qua bà bác á, thì bà bác thấy tôi á, bà quấn cái mền cứng ngắc vậy đó. Ừ. Mà gặp trời nóng nực nữa. Tôi mới hỏi bác là ủa bác sao mà trời nóng nực vậy, quấn cái mền vậy rồi mồ hôi ra rồi chịu gì nổi, hầm chết luôn. Bà không có nói cái gì hết trơn á, bà cứ chỉ cái người thanh niên đó đó. Ừ. Tôi thì tôi đâu có hiểu cái gì đâu. Rồi tôi mới lợi, tôi nói tôi mới gờ tráng bà bác ơi, bác có bị bệnh không hay là bác có làm cái gì mà sao mà trời nóng nực mà quấn cái mền gì cui như vậy, mình trẻ đây mình còn chịu không nổi đi mà bà bác bà già vậy bà quấn hồi chắc chết thiệt luôn á. Ừ. Tôi mới chụp cái mền nó tôi dở ra là tôi thấy bà bác bà trần truồng vậy đó. Ừ. Rồi á tôi mới nói là ủa bác sao mà bắt ở trần cái truồng như kỳ vậy. Rồi á bà mới giơ cái tay như là hồi lúc tôi gặp ở quán, bà giơ cái tay vậy nè. Ừ. Bà chọt như vậy nè. Ừ. Là mới chỉ lại cái người thanh niên đó đó, là tôi biết rồi, tôi biết là ý đồ của cái anh này rồi, thì ra là không phải đem đồ ăn tới cho bà bác. Ừ. Mà ra đây là để thừa cơ hội để mà hãm hiếp bà bác chứ không đâu. Ừ. Tôi mới lấy đồ tôi mặc vô. Là lúc đó hả, cái người thanh niên nó thấy tôi lườm quýt hái đồ này kia, nó mới hỏi là mày thấy mày biết chuyện của tao rồi, mày im mày mà nói với người khác là tôi giết mày đó. Ừ. Rồi tôi mới thấy bất bình, tôi mới nói là anh quá đáng lắm, anh thấy bà bác bà bệnh vậy đó,
Má kém trí nhớ nữa mà, già cả vậy mà anh ở lòng nào anh hãm hiếp mà. Anh có biết làm vậy là tội lắm không? Dù gì á, bà bác này có cũng đáng là mẹ, tuổi mẹ của anh mà anh làm vậy đó. Rồi cái người thanh niên đó trả lời là: tao làm gì kệ tao, tao cho bả ăn ít tiền rồi á, tao chơi bả đó, rồi mày làm gì được tao nè. Ủa rồi cái anh thanh niên đó, cô nói là có vợ rồi mà sao gì kỳ vậy đây? Nhưng mà vợ của anh ta cự lộn với anh ta tối ngày à. Thôi lên rồi ở lại, rồi thôi lên ở lại vậy đó. Rồi tôi nghĩ là chắc á, không có đáp ứng nhu cầu cho anh ta hay gì á. Cho nên là anh ta mới làm cái điều sằng bậy như vậy đó. Rồi tôi mới nói với anh ta là anh á, dừng ngay cái việc này lại đi. Chứ nếu không á, anh mà không dừng cái việc này lại á, anh còn tiếp tục làm chuyện tầm bậy nữa hả, tôi sẽ báo công an để mà công an bắt anh đó, về tội hiếp dâm đó. Tôi vừa nói vậy đó, rồi cái anh ta thách thức tôi, nói mày ngon, mày ngon mày báo công an cho tao coi. Lúc đó thì tôi cũng tức dữ lắm, tôi muốn dành lại sự công bằng cho bà bác á. Tôi mới chạy ra khỏi cái nhà, tôi tính đi xuống xuồng mở dây để mà tôi đi ra tôi trình báo với cơ quan á. Nhưng mà tôi vừa bước lại tôi chụp cái cọng dây mở á, rồi anh ta nhào lại ôm tôi, xốc tôi á, giục ra sau hè á, rồi anh ta đè tôi xuống đất á, lấy mấy cục gạch á đập lên đầu của tôi cả chục cái gì đó. Tôi đau đớn dữ lắm, tôi giãy giụa dữ lắm, tôi cố tôi đạp ra để mà tôi thoát tôi chạy á, nhưng mà anh ta mạnh lắm, sức của anh ta mạnh nên tôi giãy không có được. Rồi anh ta đập tôi thêm hai cái nữa rồi tôi chết luôn. Thì sau khi cô mất xuống vậy rồi đó là chắc anh ta cũng đã bị pháp luật là trừng trị rồi đúng không? Đúng rồi, anh ta giết tôi thì anh ta phải trả giá cho cái sự ác độc của anh ta chứ. Rồi còn cô thì từ lúc đó tới nay là cứ ôm giữ cái uất hận, cái oán hận của cô là cô không đi siêu thoát được hả? Đúng vậy, tôi oán hận anh ta dữ lắm. Tôi không có tội tình gì, với lại tôi thấy bác tôi thương á, mà tôi tính báo công an để cho công an bắt ảnh vì cái tội hãm hiếp người già. Mà anh ta còn ra tay xuống tay nặng với tôi đó, cho nên là tôi chết luôn. Tại vì lúc đó là hắn ta quản trí rồi, hắn ta đâu có biết đường nào nữa đâu xử lý. Khi mà nghe cô nói là sẽ đi báo công an để mà bắt hắn ta thì hắn ta lúc đó là hắn ta sẽ lo sợ liền, sẽ lo sợ bị pháp luật sờ gái thì chắc chắn là hắn sẽ bị một là hắn đi tù liền chứ không đường nào. Đó, khi đó là hắn sợ lên, bắt đầu là hắn là lúc đó hắn quản trí, hắn đâu mà còn biết cái cách nào tính nữa đâu. Đó, thì bây giờ chỉ có một đường là giết cô thôi là mới bịt được đầu mối. Nhưng mà lúc đó là trong khi đó là hắn đâu có nghĩ tới cái khoản là khi mà giết cô vậy rồi là hắn cũng bị là pháp luật trừng trị thôi. Thiệt tình chứ, thanh niên trai tráng không lo làm ăn mà đi lo làm cái chuyện gì đâu, không chán ghê. Rồi cô hận cái thanh niên đó vậy rồi cô có tu luyện tà thuật gì không? Không, tôi không có luyện cái gì hết á. Chỉ oán hận vậy rồi tích tụ oán khí về rồi đi siêu thoát không được thôi chứ không có muốn trả thù phải không? Đúng vậy á. Thôi thì ngày hôm nay đó thì tôi đến đây á, thì như lúc nãy tôi cũng nói với cô đó, thì trước tiên là tôi cũng muốn cúng cho cô một bữa ăn để giúp cho cô được no lòng ấm dạ, rồi sau đó thì tôi cũng muốn là đưa cho cô đi về chùa để cho cô tu hành đó. Thì thôi bây giờ là ngày hôm nay cũng đã đủ duyên với Phật thầy rồi đó, đủ duyên với Phật pháp rồi, thì thôi bây giờ là để cho tôi giúp cho cô đi về chùa để cô tu, để mà cô có thể là buông bỏ được cái hận thù của mình, cái oán hận của mình đó, để mà đi còn đi đầu thai chuyển kiếp nữa. Chứ bây giờ cô thấy rồi đó, cô ở trong những cái nơi như thế này nè, những cái nơi hoang vu vắng vẻ hoang tàn như thế này, chưa kể là cô rất là khó để tìm cái ăn. Nhưng mà ở trong những nơi này rồi cô thấy đó, nhiều khi là năm dài tháng rộng rồi có những con quỷ nó vào trong đây nó trú ngụ
nó lại tiếp tục nó đánh đập cô, nó đuổi xua cô như những lần trước đó. Rồi là đói lạnh là liên miên, ăn uống thì nó cũng khó khăn, không có được cái gì ăn hết. Thì thôi bây giờ để tôi giúp cho về chùa đi. Thứ nhất là hàng ngày sẽ có các sư các thầy cúng cơm nước cho cô ăn hàng ngày luôn đó. Rồi có các sư các thầy người ta sẽ chỉ dạy cho cô cách dạy tu hành để mà sớm ngày đi đầu thai chuyển kiếp. Tôi cũng muốn đi dữ lắm mà tôi cứ hận thù cái người đó đã giết tôi một cách dã man vậy á, cho nên là tôi cứ lẩn quẩn hoài, tôi không có đi được. Này á, anh nói cho tôi biết á, còn giúp đỡ cho tôi nữa mà. Về đó là ngày nào cũng có đồ ăn hả? Đúng rồi, ngày nào cũng có các sư các thầy cúng kiến cho mình dùng hết đó. Chứ bây giờ cô ôm giữ quốc hận chi, cô oán hận người ta để cô khổ, cô đói, cô lạnh, rồi cô sợ hãi đó. Cô oán hận chi mà thậm chí bây giờ anh ta, thứ nhất là anh ta đã bị pháp luật trừng trị rồi nè, thứ hai nữa tôi dám bảo đảm luôn với cái tội mà hiếp dâm vậy như vậy á, chưa kể tội giết người đó, hiếp dâm như vậy á là mang cái tội tà dâm rồi, là cũng đã bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục rồi. Rồi thêm cái tội giết người nữa thì cô nghĩ cái ông ta, cái thanh niên đó có thoát khỏi được địa ngục hay không? Có thoát khỏi cái sự đọa đày của địa ngục, rồi cái sự trừng phạt của địa ngục hay không? Đó. Còn cô bây giờ cô cứ lo cho tương lai của mình đi. Còn cái tương lai của hắn ta thì có bề trên đã chăm sóc cho hắn ta rồi, lo lắng cho hắn ta hết rồi. Cô khỏi cần phải lo lắng cho hắn ta làm gì chứ. Bây giờ cô tự lo cho cô nè, để mà đi rồi đi về chùa để tu hành đi, để mà cái kiếp sau mình cho nó khỏe xíu, mình không còn phải vướng vào trong cái dòng lẩn quẩn của luật nhân quả nữa. Cũng có thể là nhiều đời như kiếp trước cô đã làm sai một cái việc gì đó, cho nên ở kiếp này cô mới bị là tuy rằng tâm cô rất là thiện nhưng mà cô phải bị như vậy để mà cô trả lại cái nghiệp của nhiều đời như kiếp trước. Anh nói cũng đúng. Tôi bây giờ tôi phải đi về chùa để mà tôi tu hành, để mà tôi còn được đi chuyển kiếp nữa chứ. Đúng rồi. Chứ không lẽ mà tôi ở với giày tôi giấc dưỡng gì hoài sao? Thôi như vậy là cô đã chấp nhận đi về chùa để tu đúng không? Đúng rồi, tôi chấp nhận tôi đi á. Nếu mà chấp nhận rồi thì bây giờ để tôi giúp cho cô đi về chùa cô tu. Đó, bây giờ về đó thì ráng tu đi. Ráng tu rồi mình buông bỏ hết tất cả những cái hận thù hằn của mình đi, để mà mình sớm ngày có thể đi đầu thai chuyển kiếp được nha cô. Tôi biết rồi. Rồi bây giờ thì con hãy chắp tay lên và con niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thật thành tâm vào. Khi nào thấy trên đỉnh đầu xuất hiện cái luồng sáng thì hãy đi theo cái luồng sáng đó nha. Tôi nhớ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là cả nhà mình đã nghe rất là rõ về cái câu chuyện tâm linh của ngày hôm nay rồi đúng không cả nhà? Và hiện tại Lê Trung cũng biết cả nhà mình đang rất là bức xúc đối với cái thanh niên này. Một thanh niên sức dài, vai rộng, không lo làm ăn, tối ngày chỉ lo ăn chơi, đàn đúm, rồi lại đi trộm cắp này kia các kiểu luôn, môn gì anh ta cũng có hết. Đó, rồi khi đó thì là vợ con lại là không hạnh phúc, rồi cứ là chắc thiếu thốn. Lê Trung nghĩ chắc thiếu thốn, như cái phong của cô gái này nói cũng đúng, có thể là do là thiếu thốn, cô vợ không kiểu như ăn chơi cái kiểu đó mà vợ con nào mà yêu thương đó. Nhiều khi là sống trên cái tình nghĩa để lo lắng cho con cái thôi, để con nó không có cha thì cũng tội đó. Đó, rồi cái đầu đó là khi mà tà dâm nổi lên là thiếu thốn tình cảm, cái đầu là nghĩ sao mà cái bà bác bà 60 mấy tuổi rồi, mà bà trong khi đó là bà bị thần trí không ổn định nữa, mà lại có thể thực hiện cái hành vi như vậy đối với cái bà bác này. Thật sự là Lê Trung phải nói là cái anh trai này phải nói đỉnh của đỉnh luôn. Nếu mà nói từ ngày xưa tới giờ đó, là Lê Trung đã chia sẻ với tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh do chính miệng của vong linh kể lại. Lê Trung đã gặp rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình không thể ngờ tới, nhưng mà ngày hôm nay chính cái câu chuyện này là Lê Trung cảm thấy như là nó từ trước giờ chưa có câu chuyện nào mà nó ghê tởm như cái lần này hết. Nói chung thì càng nói ra thì Lê Trung lại là thấy trong lòng nó không được hoan hỷ. Thôi thì bây giờ cứ để nó như vậy đi. Thì trước sau gì bề trên nó cũng đã sắp xếp cái việc đó sẵn hết rồi.
Rồi cũng có thể là do là bà bác này cũng đã mang nghiệp gì đó, cho nên là bị chịu như vậy. Thì nói chung là mọi sự vật sự việc ở trên đời này đều có cái nghiệp, cái quả, cái căn hết. Nhưng mà đối với con người mình, khi mà mình thấy được cái sự việc đó thì mình bắt buộc là mình phải suy nghĩ ngay về cái vấn đề đó. Cho nên là tuy rằng là nói chung đã va chạm với rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh nó thuộc về cái hàng là khó hiểu nhất, nhưng mà đối với câu chuyện của ngày hôm nay thì Lê Dung thực sự Lê Dung cũng khá là bất bình đối với cái thanh niên này. Thôi thì chắc có lẽ là thầy trên cũng muốn là tất cả mọi người ở trong cái mọi cái nhân vật ở trong cái câu chuyện của ngày hôm nay thì đều muốn họ phải trả cho cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình đã gây ra thôi. Đó, chứ bây giờ mình biết sao giờ, thì nghiệp ai người nấy lãnh, ai cũng có quyền tạo nghiệp và ai cũng có quyền trả nghiệp hết. Cho nên á, những cô chú nào xem được những cái video của Lý Trung chia sẻ thì có thể ngộ ra được một cái phần nào đó đối với cái luật nhân quả thì Lý Trung rất là hoan hỷ. Đó là cái điều mà Lý Trung mong muốn nhất khi Lý Trung đi giúp vong rồi chia sẻ những cái câu chuyện lên cho cả nhà mình xem, cả nhà mình nghe đó. Thì hy vọng rằng những cái câu chuyện mà Lý Trung chia sẻ lên cho quý ông bà cô chú anh chị thì có thể là giúp một phần nào để cho cái cõi ta bà của chúng ta nó càng ngày nó giảm đi tới mức thấp nhất cái việc những cái chết nó quen uổng nè, rồi những cái câu chuyện nó đau thương nè, nó giảm tới mức thấp nhất là rất là tốt luôn cả nhà. Thôi thì cái video ngày hôm nay đến đây thì tuy rằng là gặp một cái câu chuyện nó cũng khá là buồn, khá là bất bình, nhưng mà hoan hỷ ở đây là Lê Trung đã giúp được một thêm một phong linh nữa, đã giúp cho cô ấy được đi về chùa để cô ấy tu hành để sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp. Thôi đến đây thì Lê Trung cũng xin phép khép video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.